chào quý vị và các bạn, bão số 6 đã suy yếu nhanh và không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão, nên trong ngày hôm nay ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ vẫn tiếp tục có mưa vừa mưa to, với tổng lượng mưa phổ biến là từ 40 đến 80mm. Trong đó thì khu vực Việt Bắc và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An sẽ là nơi có lượng mưa to nhất, lên tới từ 100 đến 150mm. Các khu vực khác còn lại bao gồm cả Hà Nội có mưa với lượng từ 20 đến 50mm. Do có mưa nên trong hôm nay và ngày mai 19 tháng 9, trên thượng lưu của sông Lô, sông Thao, sông Kỳ Cùng và Bằng Giang, hệ thống sông Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 đến 5 mét. Đỉnh lũ trên thượng lưu của sông Lô, sông Thao ở mức là báo động 1 đến báo động 2, sông Kỳ Cùng và sông Bằng Giang ở mức là báo động 1. Cùng với đó là nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh ở miền núi Bắc Bộ, đặc biệt là các tỉnh như là ở Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái. Do trời nhiều mây và có mưa nên thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội vẫn còn khá mát mẻ. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay chỉ dao động từ 26 cho đến 29 độ. Ngày hôm nay thời tiết ở tại khu vực Trung Bộ cũng có nhiều biến đổi. Ngoại trừ hai tỉnh là Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to, thì khu vực các tỉnh còn lại từ Hà Tĩnh cho đến Thừa Thiên Huế cũng chịu tác động bởi gió đông nam dầu ẩm gây mưa rào và dông rải rác. Mưa cũng diễn ra ở khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, tuy nhiên thời điểm mưa chính chỉ tập trung trong khoảng chiều tối đến đêm. Do có mưa nên nền nhiệt độ tại các tỉnh thành Trung Bộ cũng sẽ giảm. Về đêm và sáng thời tiết mát mẻ, đến trưa chiều nhiệt độ cũng chỉ tăng lên từ 30 cho đến 31 độ với các tỉnh thành ở phía Bắc, dao động từ 31 đến 33 độ đối với khu vực ở phía Nam. Bão số 6 suy yếu và tan đi đã khiến cho đới gió Tây Nam giảm dần cường độ. Tuy nhiên trên hệ thống khí quyển tầng cao thì trường gió đông dầu ẩm hoạt động mạnh khiến mưa dông vẫn xảy ra ở tại khu vực Tây Nguyên và các tỉnh thành Nam Bộ. Người dân khu vực vẫn cần chú ý, trong cơn dông dễ thường kèm theo thời tiết cực đoan nguy hiểm như là tố lốc, gió giật mạnh, mưa đá khá nguy hiểm. Ban ngày trời có nắng gián đoạn nên nhiệt độ cao nhất ngày ở khu vực Tây Nguyên là từ 26 đến 29 độ, còn ở Nam Bộ thì nhiệt độ cao hơn, phổ biến là 30 đến 32 độ. Chuyển sang thông tin thời tiết biển, ngày hôm nay khu vực Vịnh Bắc Bộ hướng gió sẽ chuyển dần sang Đông Nam, cường độ còn khoảng cấp 4, cấp 5 nên tình trạng biển bình thường, tuy nhiên mưa rào và dông còn duy trì ở trên khu vực. Đặc biệt trong thời điểm về đêm và sáng nên khuyến cáo tàu thuyền về tầm nhìn giảm, kèm theo khả năng có gió giật mạnh trong mưa dông. Khu vực phía Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió Nam đến Đông Nam mạnh cấp 4, cấp 5, có mưa rào và dông rải rác, giảm tầm nhìn xa xuống 4 đến 10 km trong mưa. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Còn tại khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có gió Tây Nam cường độ mạnh cấp 4, cấp 5, có mưa rào và dông rải rác, giảm tầm nhìn xa xuống 4 đến 10 km trong mưa. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Như vậy là hôm nay thời tiết miền Bắc cũng như cả nước còn khá mát mẻ nhờ những cơn mưa bất chợt. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay của Đài Truyền hình Tần số VTC. Xin chúc quý vị một ngày mới nhiều năng lượng và làm việc hiệu quả. Xin được kính chào tạm biệt. Thank you.